bọc lấy theo là cho nó dễ, lấy cuốn sổ ra. Thì giờ là dắt bé Thấm Khờ đi vào bên trong để khám cái bào thai như thế nào cho bác sĩ người ta chăm sóc nha khán giả. Là lắc bé nó nằm nó ngứa rồi cái đầu nó là mẹ cái nằm này móng dài 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 nè. Là cái bé là cái tóc nó nằm ngứa. Để điện thoại không ơi. Bác sĩ có dặn là khi nào có những cái gì mà lạ em bác bà bầu á có những triệu chứng lạ là phải đi khám thăm khám liền. Chị nói là nào có ra là chị đi trả nhà tiền không mà để mì khô. Hả? Không mà canh chồng nó bị chỗ em nó đi khám thì chắc ăn còn thuốc không khám được ừ, còn thuốc bác sĩ nói là uống hết thuốc đi hãy đi khám tôi còn thuốc chưa khám khám nhưng mà đi siêu âm á siêu âm luôn đó thì khám đó lát bắt mơ thì về khám siêu âm luôn đó khám thì siêu âm luôn nhưng mà thấy những cái biểu hiện lạ đó thì đi khám thử cho chắc ăn dạ khám mà còn thuốc sao khám không sao mình chỉ khám thôi mình không lấy thuốc đúng rồi không lấy thuốc mình đi siêu âm giờ bất tiện đi mình cho mấy nhiều đâu siêu âm bầu có 100 ngoài không phải không có đúng thì người ta mà đúng mình xe siêu âm ở đâu lận con đi về 200 mấy ngàn đó ở đằng này không có sao ở đằng đúng rồi miệng rồi nè ông tức là ở đây không có bác sĩ hả không ở đây này siêu âm không có nha ăn không phá cũng như là chạm người nó chạm y tế chứ không phải ý em hỏi là có bác sĩ tư không á không này là cái này là không phải tư mà là cái này là chạm y tế bây giờ chị siêu âm từ đâu tới đâu mà tốt như tiền mày nguyện mày là chỗ khỏi nhiều biên nổi chạy 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 chứ tốn bao nhiêu tiền cũng gần mà con đi mình đi giờ 200 mấy ngàn 200 tám ngàn rồi cái tiền siêu âm cũng khám là không có không bao nhiêu cái này tốn tiền xe 200 mấy ngàn không lấy tiền xe chứ mấy đúng tiền ra mày không đúng tiền đi xe này mình bỏ cho đi tiền xe đâu mà tiền xe gì 200 mấy chứ hả mới mình đi về đúng tiền đó chị đi xe gì không đa xe nôm á em nghe nói có mấy cây số mà phải không gần đa có mấy cây số mà mắc chứ chạy đúng rồi em biết đi về chắc khoảng 100 ngàn đó lại hả 100 ngàn đâu trả không bao em nói trả mình mấy chục ngàn đó không lấy giờ rồi sang nó lên rồi không có chú không được thì cũng phải ráng đưa em nó đi siêu âm cho biết đấy nó bình thường người coi đợt nào đấy mà thì thưa đi nhé này nó đừng ăn bình thường sáng nó đi uống trà đường ăn dễ cơm đi ha còn đi tới đi lui ha mới chiều nào đi lên lớn đi xuống lên qua lại gì là 20 lần chiều quá đâu có được có bình thường đâu có gì đâu phải đâu bình thường đâu chở mình chở đi con này đang uống được bình thường ha mà lâu lâu em bé đạp ở đâu đến mà đạp thôi chứ không có ấy nhưng cũng không có đau bụng gì đó đạp lâu lâu đạp đi thôi là nó vẫn có dấu hiệu đạp đúng không chị gờ chị thấy nó vẫn đạp đúng không chứ lâu lâu đạp chứ không có đạp liền nhưng mà bữa nó đạp liền cái này nó hơi bự rồi nó không gỡ ánh tạm đúng đáng lẽ bự nó phải đạp nhiều chứ đúng thường hai nhỏ thai bự gần xanh nó còn đạp dữ nữa đạp đâu có đau dữ như dữ à cũng tùy đứa nhiều đứa thì nó đạp chứ lắm có đứa thì nó lại ít đạp ở đó cái màu luôn có đạp dữ hả chắc cũng ăn gì chưa dưới cơm mới đất nè ăn chân luôn uống mà đi sữa lên nhà đường ba là ba thứ hả nó đi bản năng hàng mình làm đi với ông bà ngoại nó như trước rồi cái em sáng em nắm rửa bên sau thay đổi sao sáng là nắm như vậy đó nhớ không quen sáng quen rồi sáng nào nắm như vậy nhớ không được bữa nào quen nắm bữa nào sáng nắm như vậy là sáng nào chiều cũng tắm cho Thấm ha tắm cho em rồi cho nói luôn nhấc xuống sông tắm hả giảng không đó cái tắm này nhờ nó đó tại vì cũng có khán giả nói với em á là anh chị chịu khó bỏ ra chút xíu tiền mua cái thùng á rồi mình xách nước lên mình lóng phèn tắm tính đi mua mày qua em mà tao đi mua không nổi à, đi mua không? Đi không nổi hả cái tự nhiên nó mệt nó mệt lại tại vì nó không có đẻ như mình nè bằng chút xíu là nó mệt chị vậy hả giống như nó bị tim mình nói giờ chờ cái té lại mà ủa chị bị tim á Thấm bị tim luôn nắm mình đi mới đây còn nhưng mà là nhỏ lớn vậy giải lại ra mọi
con bị tim chứ. Bây giờ em nặng lại chút xíu là em mệt đó. Chén này nó mơ rồi, cho cầm chén giữa nữa chứ không phải mẹ không mà. Khỏe lẹ mặn quá trơn à. Mệt ha. Chứ không phải mình mới mình làm miếng thì. Với lại cái này gầu lo cho thấm nữa ha. Gầu lo rồi cái này là em bé này nó khi nó ba bụng ba tưởng mình không mới nữa đó. Ngủ mà thức. Hai mấy ngày em mới ngủ đâu, nặng như mụn như thấm á. Gì mặt nhăn thấm? Đau à? Không, lúc đau lúc không đau. Nó nhị đó. Đừng, có tự ngồi nổi không hay là không, mỗi lần ngồi phải đỡ gì vậy? Đó, hết đau rồi ngồi. Hết đau ngồi thì ngồi được ha. Ừ. Đó. Không phải mình thường nó lấy lần lượt lâu ngồi đau là hồi đó không đau. Không phải mình thường, không phải mẹ mé bình thường, mình nếu bình thường đâu có gì. Bác sĩ khám mà. Ừ. Cái đường đó cái dốc nó hơi cao với cái chị bớt cho mấy cháu đi đi mua cơm rồi. Nó không chịu, không chịu, nó ngồi quán quen rồi đó, nhỡ nó hồi nhỏ cũng ngồi hồi đó cũng nó không bị ngồi quán nữa, nó quen rồi mà gán chịu thời gian đi nào đẻ xong đi đi đâu đấy là cô chú anh chị thấy cái dốc đi ra này chứ mà ra để nhẵn lên kẹ lên không á, ngồi xuống cũng đè xuống chứ không để đâu lên gốc rồi lên đâu, dốc vượt thang cái cao quá. Ừ, bước cái bước cái đường ba chứ mấy đường em thì bởi vì ông thôi nói thấm kìa đó. Hạn chế đi đi thấm thì nào sanh em bé rồi mình đi ha. Không chịu. Vậy nguy hiểm á, em đi dốc cao nguy hiểm cho em, rồi nguy hiểm cho em bé trong bụng nữa. Chừng nào em sanh xong rồi á thì em đi được không? Không luôn. Không luôn. Bắt đầu luôn. Năn nỉ là không chịu. Ở bây giờ đi lại trạm bệnh viện cho cháu Thành cần đang khám với chị, em chở cho. Không đâu tốn tiền gì đâu. Đi bà bảo cũng đấy nữa. Ai gì nên cái ngày tháng bên đây. Cái anh đây gì thì nó mới vậy mới nó đi trạm y tế mà. Xã thì gọi à. Tháng ngoài ngoài ở đây là tháng bên đây nè. Em biết chỗ đó rồi. Nó cũng gần. Đi mấy em chở ra đâu tốn tiền bạc gì đâu. Khám bầu thai thôi chứ đâu có gì đâu. Coi có khỏe không này kia là cho người ta biết ta điều trị. Khỏe không? Khỏe hả? Nói hồng đó. Không thì phải đi. Không mà thấy muốn nhờ ai khám đi. Không muốn rồi hả? Không muốn rồi phải không? Không khỏe rồi. Mới nói không khỏe giờ khỏe rồi. Khỏe giờ khỏe rồi. Không rồi. Đi khám đi đâu có tốn tiền đâu cưng. Thôi có gì mà bác sĩ người ta điều trị cho nữa, thai nhi nó tốt hơn. Đi ha. Đi chút xíu đi rồi mình về ha. Đặng tốt cho em bé, tốt cho em nữa ha. Tốn tiền đâu. Bà con. Đâu có tốn tiền gì đâu. Mấy chú chở nè. Bà con cũng lo lắm đó. Chuyện rồi đó. Bây giờ mình đi khám một cái đi cho chắc ăn một cái đi rồi mình về ha. Chịu rồi chị lấy giấy tờ đi. Thẻ bảo hiểm. Thẻ bảo hiểm đồ đó chị giữ cái giấy siêu âm cũ á. Có gì lấy theo cho bác sĩ biết. Chuẩn bị để mà đi khám lại. Đi đi cho chắc ăn với sao giờ. Chứ hổm ngày thấy tình hình cũng hoang mang mọi người xem á thì cũng không biết sao. Thì bữa nay thấm nó chịu đi khám rồi. Cho chắc ăn cái. Mai nói nó mày nghe đó, đừng có ai nói nó nghe. Bởi vì mai mai chở ha. Mai chở nha, chị mai chở nha. Chị chở em nha, em đi đồng ý luôn. Đi đó, em chở nó cũng dám đi luôn. Ờ chị mai sẽ chạy tan lá lụa một tay nha quý cô chú. Như đi là đẳng siêu âm đi. Siêu âm thôi. Vậy. Giấy siêu âm gần nhất đó chị. Khỏi cần lấy hết. Hồi đó giờ siêu âm bao nhiêu lần rồi? Chị không biết chữ, coi ngày đó, coi ngày cái tờ của đó. Phải tờ này. Khác nữa. Nhiều từ. Tờ dài chứ phải chờ vuông. Đâu? Đó đó. Đó. Phải phải tờ phim đó. Cho em là nó có phim. 19 tháng 2 đúng rồi. Tờ này gần nhất. 19 tháng 2 là gần nhất đó. Rồi gồm chưa được tháng nè. Giờ mình lại mình lấy đi cầm tờ đó thôi. Cầm cái này nè. Cắt cắt này chị. Chắc hết đi cầm tờ theo được rồi. Có cái bọc lấy theo rồi. Là... Lấy cái sổ không? Hiểm đâu? Hiểm đâu? Đâu hiểm ha. Thấm cái áo lên thấm. Rồi trong cái sổ ha. Rồi đem cuốn sổ với có cái... Đâu hiểm căn cước rồi luôn. Sổ theo cái màu đó. Đem hết mấy cuốn sổ đó theo đi. Ai cần gì lấy. Lấy căn cước theo luôn. Rồi với tấm giấy nãy được rồi. Còn mấy cái đó chị để ở nhà đi.
này bạn lấy xe qua gì Vinh? Dạ. Em bạn lấy xe đi. Rồi đi. Cái tấm ghế nãy đâu rồi? Ghế này. Rồi bỏ vô đi cho chị quậy bỏ vô. Để lát quên. Rồi, để đầu cho đẹp đẹp ra đi khám bệnh. Đó thì giờ là dắt bé thắm khờ đi vào bên trong để khám cái bào thai như thế nào cho bác sĩ người ta chăm sóc nha khán giả. Cho nên ở đây mình sẽ chờ một chút xíu nha. Rồi mời bầu thắm em vô đi. Chị Huệ đi dắt vô luôn đi chị Huệ. Bật vô luôn nha. Siêu âm nha khán giả. Xin chào quý bà con và khán giả, thì nãy giờ cũng có quay một đoạn video mà tại vì cũng có nhiều người nghi ngờ là cái bầu thai của thắm không được khỏe đó, cho nên anh em YouTube cũng như là khán giả cũng rất là lo, cho nên cũng có động viên đứng đây cho mát đi thắm, cũng động viên thắm để đi lại cái bệnh viện để siêu âm để khám. Thì được biết là cái bầu thai vẫn khỏe bình thường, thì trong quá trình này thì anh em YouTube cũng rất là mừng cho thắm nha. Rồi thắm vui không? Vui ha. Tại vì cũng có nhiều người là nghi ngờ là cái bầu thai thắm không được khỏe đó, cho nên YouTube cũng muốn để đi có gì đặng mình kịp thời, mình trở tay kịp thời đó, chứ không có ý gì hết, biết không? Đó. Thì được biết là bầu thai cũng khỏe rồi, anh em cũng mừng. Thôi để chúc cho thắm được nhiều sức khỏe nha. Cũng một ngày gần đây thắm sẽ sanh nha khán giả. Thì hẹn khán giả những video tiếp theo. Thôi chào thắm nha.